mỗi người, gọi không gian sống mơ ước theo một cách riêng. Em muốn gắn bó với một nơi hòa hợp giữa cổ điển và hiện đại. Tôi muốn sống trong một không gian tiện ích mang giá trị bền vững. Con yêu thiên nhiên. Vì vậy, tôi lựa chọn một sự giao thoa hoàn hảo trong một không gian nơi bạn sống như nghỉ dưỡng. Tỉnh để chào đón ngày mới xanh mát. Bước để gần hơn với những yêu thương. Chạm để sẻ chia từng khoảnh khắc. Nghe để biết thiên nhiên đang thủ thỉ tâm tình. Thấy để nhận ra giá trị sống mang hơi thở thời đại. Giây hạnh phúc giản đơn. Tôi lựa chọn Times Garden Vĩnh Yên Residences để tận hưởng cuộc sống đẳng cấp trong từng khoảnh khắc bình yên. Times Garden Vĩnh Yên Residences, nơi cuộc sống an bình thịnh vượng.